Chiều ngày 23 tháng 5, Hội đồng Nhân dân huyện Lấp Vò khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ 6. Tại kỳ họp, ông Lê Lam Minh Nhật, Phó Bí thư huyện ủy Lấp Vò, được giới thiệu để Hội đồng Nhân dân huyện bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Kết quả, 100% số phiếu thống nhất bầu ông Lê Lam Minh Nhật giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lấp Vò. Ông Lê Lam Minh Nhật sinh năm 1978, quê quán tại xã Bình Thành, huyện Lấp Vò. Trình độ chuyên môn, thạc sĩ quản lý xây dựng, từng công tác tại Sở Xây dựng, giữ chức vụ trưởng phòng phòng đầu tư, xây dựng thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ tháng 4 năm 2020 được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.